Xin chào quý vị và các bạn. Mưa rông diện rộng là hình thái thời tiết chi phối các tỉnh thành Bắc Bộ suốt từ đầu tháng 8 đến nay. Thậm chí trong 12 giờ qua, nhiều điểm đã xảy ra mưa to đến rất to, như tại Quảng Yên, Quảng Ninh là 154,4 mm, tại trạm Điện Biên ở Điện Biên ghi nhận 175,2 mm và tại Trấn Yên, Yên Bái là 85 mm. Nguyên nhân của tình trạng này là do giải thời tiết xấu có trục Tây Bắc Đông Nam vắt qua khu vực và còn có thêm kết hợp của hội tụ gió trên mực khí quyển tầng cao. Đi kèm với mưa dông là gió giật mạnh, lốc xoáy, sạt lở đất và lũ quét. Vì thế mà người dân cần hết sức chú ý để tránh thiệt hại về người và tài sản. Không nằm ngoài xu thế thời tiết đó, tại thủ đô Hà Nội, mưa rào và dông xuất hiện trong ngày khiến cho đường xá trơn trượt, phần nào khiến cho lưu thông khó khăn và ách tắc hơn. Tuy nhiên trạng thái này khiến thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều với mức nhiệt độ dao động từ 27 cho đến 30 độ. Về chiều tối nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 24 đến 26 độ, trời mát mẻ. Đến với Trung Bộ, thời tiết hôm nay cũng có chuyển biến tích cực hơn. Nhiệt độ giảm nhẹ, trời nhiều mây và có mưa dông xuất hiện. Nếu như mưa xảy ra vào sáng sớm nay tại khu vực Bắc khu vực thì chiều tối nay mưa dông sẽ tập trung ở phần phía Nam mang đến bầu không khí dịu mát hơn. Về nhiệt độ, trưa chiều nay phổ biến từ 31 đến 34 độ trên toàn Trung Bộ. Cụ thể tại Đà Nẵng, thời tiết nhìn chung là tương đối tốt. Trưa chiều nay trời có nắng nhưng nhiệt độ thì không quá cao, chỉ trong khoảng 32 đến 33 độ. Về chiều tối cũng không loại trừ khả năng có thể xuất hiện mưa rào, nhưng lượng thì cũng không quá nhiều và kết thúc nhanh. Nhìn chung là không gây trở ngại đến hoạt động sinh hoạt của người dân. Chỉ lưu ý với quý vị là về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, nên cư dân khi đi lại cần tuân thủ các biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang ở nơi công cộng và rửa tay thường xuyên. Điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh thành phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ban ngày trời có mưa rào rải rác khiến nhiệt độ không vượt quá ngưỡng 32 độ ở cả hai khu vực này. Chiều tối thì gió Tây Nam hoạt động mạnh nên mưa sẽ gia tăng kèm theo hiện tượng lốc xoáy, gió giật và ngập úng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng mang kiểu thời tiết tăng mưa, giảm nhiệt như vậy. Hôm nay sẽ là ngày có mưa diện rộng với lượng khá, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ngập úng, ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường. Do có mưa nên nhiệt độ trưa chiều chỉ dao động quanh ngưỡng 31 đến 32 độ. Đến tối và đêm, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống chỉ còn từ 25 đến 27 độ, trời mát mẻ. Thưa quý vị, sự hoạt động của hệ thống gây mưa khiến cho thời tiết miền Bắc liên tiếp có mưa nhiều ngày qua. Giải thời tiết xấu này có trục Tây Bắc Đông Nam và còn có thêm sự kết hợp của hội tụ gió trên mực khí quyển tầng cao duy trì ngay tại khu vực Bắc Bộ. Cho nên từ nay cho đến tận cuối tuần này, toàn khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa nhưng lượng mưa lớn sẽ tập trung nhiều trong nốt ngày hôm nay. Lưu ý tại khu vực vùng núi phía Bắc có những điểm mưa to đến rất to, nên bà con nơi đây cần hết sức đề phòng với khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá rất nguy hiểm. Từ ngày mai, mưa dông sẽ có xu hướng giảm về lượng tại khu vực Trung Du, Đồng Bằng. Còn tại vùng núi, mưa lớn sẽ còn kéo dài đến cuối tuần này. Trong hôm nay, do trời có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày sẽ chỉ phổ biến từ 28 đến 31 độ, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Còn khu vực Trung Bộ, do cũng chịu tác động một phần của giải mây dông gây mưa, cho nên tại đây cũng có những cơn mưa rào gián đoạn với lượng mưa chủ yếu tập trung về chiều tối. Còn vào ban ngày, trời vẫn có nắng, cho nên mức nhiệt độ có thể tăng lên đến mức 33 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Dự báo kiểu thời tiết mưa nắng đan xen sẽ còn lặp lại trong vài ngày tới, nên nhiệt độ chưa có dấu hiệu tăng cao trở lại. Sự hoạt động của hệ thống gây mưa phía Bắc cũng là một phần nguyên nhân khiến cho đới gió Tây Nam tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng hoạt động mạnh hơn, cho nên trong ngày hôm nay cũng như vài ngày tới, khu vực này sẽ có mưa vừa, có nơi có mưa to và dông. Trong cơn dông đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, cho nên người dân cần cảnh giác, đặc biệt là khu vực cao nguyên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 29 cho đến 31 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, đến với thủ đô Hà Nội, trong buổi sáng ngày hôm nay, mưa rào xuất hiện vào khung giờ cao điểm, đường xá trơn trượt sẽ phần nào khiến cho lưu thông khó khăn và ách tắc hơn. Tuy nhiên, trạng thái nhiều mây và mưa bất chợt trong ngày khiến cho bầu không khí trong ngày dễ chịu hơn rất nhiều, với mức nhiệt độ được dự báo sẽ không vượt quá ngưỡng 31-32 độ. Về chiều tối, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 25 đến 27 độ, tiết trời mát mẻ. Cũng nằm trong xu thế thời tiết mưa nhiều tại miền Bắc, nên tại thành phố Cảng Hải Phòng, trong ngày và đêm nay cũng có mưa rào và dông. Cục bộ có những thời điểm mưa vừa, mưa to, nên người dân cần lưu ý hạn chế tốc độ khi lưu thông, đặc biệt là qua các đoạn đường khuất tầm nhìn. Nhiệt độ trong ngày tại đây cũng chỉ dao động từ 24 cho đến 30 độ, thời tiết mát mẻ.
Kiểu thời tiết như thế này sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới, cho nên sẽ ảnh hưởng đôi chút đến các hoạt động chế biến nông sản. Tại thành phố Đà Nẵng, thời tiết nhìn chung tương đối tốt, ban ngày trời có nắng, nhưng nhiệt độ không quá cao, chỉ ở vào khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Về chiều tối cũng không loại trừ khả năng có thể xuất hiện mưa rào, nhưng lượng cũng không quá nhiều và kết thúc nhanh. Nhìn chung cũng không gây trở ngại đến các hoạt động sinh hoạt của người dân. Chỉ lưu ý với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, nên trong trường hợp phải đi lại thì bà con cần tuân thủ các biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang nơi công cộng và rửa tay thường xuyên. Thời tiết trong ngày hôm nay tại thành phố biển Nha Trang có nắng gián đoạn, đôi lúc có mưa rào bất chợt cả vào ban ngày, cho nên nhiệt độ trưa chiều không quá cao, phổ biến chỉ dao động xung quanh ngưỡng 32 độ. Mưa dông sẽ xuất hiện nhiều đặc biệt trong ngày hôm nay và ngày mai, sau đó thời tiết tạnh ráo hơn trong những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo nên ít tụ tập cũng như là hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời tại nơi đông người để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Thuộc xu thế thời tiết mưa nhiều tại Tây Nguyên, cho nên trong ngày và đêm nay, thành phố Buôn Ma Thuột sẽ có mưa rào và dông kèm theo khả năng xảy ra sấm sét, nên sẽ không thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăm sóc cây quả của người dân. Do có mưa nên nhiệt độ tại thành phố chủ yếu dao động trong khoảng từ 22 đến 29 độ. Cũng như tại thành phố Nha Trang, mưa dông nhiều tại đây sẽ lặp lại trong ngày mai, sau đó có xu hướng giảm dần về cường độ. Dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động lưu thông hay sự kiện ngoài trời của người dân sẽ ít thuận lợi trong ngày hôm nay, không chỉ bởi thời tiết mà còn bởi các ca nhiễm COVID, cho nên người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách để tránh sự lây nhiễm chéo có thể xảy ra. Ngày hôm nay và ngày mai sẽ là hai ngày mưa chính tại khu vực Nam Bộ nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Sau đó mưa cũng có xu hướng giảm dần về cường độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ ở vào khoảng từ 31 cho đến 33 độ.